Alo, xin chào. Vâng. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Xin chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube PA Marketing. Và hôm nay video này tôi đã phải quay đến lần thứ hai, bởi vì là hôm trước là nó bị lỗi không có tiếng. Quay 33 phút rồi không có tiếng thì tôi phải quay lại, bởi vì tôi rất là tâm huyết với cái chủ đề này. Đó là làm thế nào để bán hàng ra thị trường nước ngoài. Bán hàng ra thị trường nước ngoài. Vâng, cập nhật tháng 8 năm 2024. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, cũng chuyên gia về marketing. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và trả lời cho anh chị một số những câu hỏi là làm thế nào để có thể bán ra thị trường nước ngoài. Và như thường lệ thì tôi vẫn sẽ sử dụng một cái sơ đồ mind map ở đây để phục vụ các anh chị và các bạn. Và nó có 7 cái nội dung chính. 7 cái nội dung chính. Đầu tiên là tại sao nên bán hàng ra thị trường nước ngoài. Thứ hai là có thể bán ra thị trường nước ngoài theo những hình thức nào. Thứ ba là những ai, là những doanh nghiệp nào nên bán hàng ra thị trường nước ngoài. Và thứ tư là nên bán những cái sản phẩm dịch vụ gì ra thị trường nước ngoài. Thứ năm đó là các cái kênh online có thể bán giúp chúng ta tiếp cận khách hàng. Thứ sáu đó là các cái thị trường và quốc gia có thể bán. Và thứ bảy là các cái dịch vụ hỗ trợ để bán hàng ra nước ngoài. Và cuối cùng là liên hệ với tôi. Vâng. Thế thì đầu tiên là tại sao chúng ta nên bán hàng ra thị trường nước ngoài? Và đây là một cái câu hỏi và chúng ta phải suy nghĩ, nó không có gì khó cả. Đấy, có điều là tôi thấy nó rất là tiếc tại sao chúng ta không bán ra thị trường nước ngoài. Vì vì nó là một thị trường hết sức là rộng lớn, đúng không? Thu nhập của người tiêu dùng thì cao, thí dụ như chúng ta bán vào thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc thì thu nhập cao hơn hẳn Việt Nam, dân số đông, đúng không ạ? Công cụ sẵn có. Đấy, và chúng ta cũng có thể tiếp cận được các doanh nghiệp mua hàng theo phương thức B2B, gọi là xuất nhập khẩu đấy, và đi qua hải quan vân vân. Những cái công cụ bán hàng thì bây giờ rất là thuận tiện, sẵn có, thế giới thì phẳng rồi, không có những cái rào cản như trước đây, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng các công cụ B2B, B2C và C2C, các công cụ online và các công cụ offline. Đấy, thí dụ như chúng ta đi hội chợ, chúng ta đi triển lãm thông qua các cái kênh tham tán, kênh trực tiếp chúng ta làm việc. Và người Việt Nam chúng ta đang bán hàng ra nước ngoài nhiều rồi, ngon rồi. Đấy, rất nhiều bạn trẻ đã bán hàng ra thị trường Đông Nam Á, thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Học trò học viên của tôi bán hàng ra nước ngoài rất nhiều. Đấy, có bạn thì bán sang Đài Loan, có bạn bán sang Nhật Bản, có bạn bán sang gọi là châu Âu, Mỹ. Đấy, có thể bán mỹ phẩm, có thể bán đồ dùng, rồi thì dược phẩm, rồi thì thuốc, vân vân. Đấy, có những bạn thì bán hạt giống sang châu Âu. Có những bạn thì bán phần mềm sang Ấn Độ. Đó, tôi đã có những case study như vậy rất nhiều. Vâng, nên là để yên tâm chúng ta có thể làm được. Các doanh nghiệp, các cá nhân nước ngoài thì họ bán hàng vào Việt Nam ầm ầm, đúng không? Thế tại sao mình không làm điều tương tự? Thí dụ như là tôi mua một cái áo sơ mi Lacoste thì có những bạn order, bạn ấy mua từ bên Pháp hoặc là mua từ bên Mỹ về. Đấy, bạn bạn ấy canh đợt sale giảm giá, thế bạn ấy mua về, sau đó bạn ấy đợi tăng giá trở lại, bạn ấy cộng thêm một chút vào bạn bán. Thí dụ như một cái áo thun Lacoste nó khoảng độ 3 triệu. Mua tại Việt Nam của danh gia thì nó khoảng 3 triệu, 3 triệu 3. Danh giá đấy. Thế còn mua của các bạn bán hàng online thì nó khoảng độ 1 triệu 8 đến 2 triệu rưỡi tùy shop. Đấy, đều canh sale, họ bán rất nhiều, đúng không? Shein của Trung Quốc bán trực tiếp, rồi thì ASOS, rồi thì rất nhiều các trang bán trực tiếp vào Việt Nam. Rồi chúng ta có thể mua trên LV, Gucci, Prada, chúng ta mua trực tiếp được. Tại sao chúng ta không bán ngược ra thị trường nước ngoài? Cơ hội rất là rộng mở, thị trường rất là tốt và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cơ hội rất là tiềm năng. Vâng. Rồi nội dung thứ hai đó là chúng ta có thể bán hàng ở ra nước ngoài theo những hình thức nào. Ở đây thì chúng tôi chia nó ra thành phân phối, bán buôn, xuất khẩu, tìm nhà phân phối, tìm đại lý. Thí dụ như là các nhà máy có thể tìm các cái đơn vị nhập khẩu hoặc phân phối. À, hay là một cái công ty mà tôi tư vấn về mặt xuất khẩu, sản xuất ra những cái sản phẩm gỗ nhựa, rồi thì xuất khẩu gỗ, đúng không? Quần áo, giày dép thì họ tìm những cái đơn hàng, họ xuất ra thị trường châu Âu, thị trường Mỹ rất nhiều, thị trường Trung Đông. Thậm chí là họ có thể đặt những cái đơn sản xuất từ Việt Nam đi, sau đó họ bán sang. Ngoài ra thì chúng ta có thể bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng quốc tế, có thể là người ngoại quốc, người bản địa, hoặc là người Việt Kiều, thí dụ như bán cho Việt Kiều Mỹ sống tại Mỹ chẳng hạn, đúng không? Việt Kiều, người Việt sống ở Mỹ bây giờ cũng mấy triệu người, và là Việt Kiều ở châu Âu đó, hoặc là
mình có thể bán sang Nhật, sang Hàn, sang Đài Loan, những quốc gia mà có nhiều người Việt sinh sống và lao động. Đấy, tôi lấy ví dụ nếu mà chúng ta bán ở Việt Kiều. Đó. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy tôi đang chạy quảng cáo. Vâng. Tôi đang chạy quảng cáo một cái sản phẩm bất động sản sang cái thị trường châu Âu. Đấy, thì tôi có thể cho các bạn xem. Bằng cách là tôi tạo ra một chiến dịch và tôi chạy vào thị trường Mỹ, thị trường châu Âu và tôi tiếp cận bằng ngôn ngữ tiếng Việt hướng tới những người Việt. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Vâng. Đợi một chút. Vừa rồi đấy là các cái chiến dịch bán quần áo và ở trong nước. Đây, chạy chiến dịch cho Việt Kiều đây. Đấy. Đây là bán một cái dự án là Eco Park, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, và với những căn biệt thự lên tới hàng chục tỷ, hàng chục tỷ đồng. Đó, thì chúng ta có thể tiếp cận khách nước ngoài, Việt Kiều hoặc là khách nước ngoài hoàn toàn đều được nha. Thế thì chúng ta có thể là bán trực tuyến tới tay người tiêu dùng theo phương thức B2C, C2C. Các bạn có thể bán theo hình thức affiliate hoặc là dropshipping. Dropshipping từ Việt Nam đi, dropshipping từ Trung Quốc đi, dropshipping từ những cái quốc gia châu Âu khác, đúng không? Tham gia vào mạng lưới affiliate và dropshipping của người ta. Như vậy có rất nhiều hình thức. Chúng ta có thể thông qua các cái sàn thương mại điện tử, thông qua các kênh thương mại điện tử, kênh mạng xã hội để chúng ta bán buôn, bán lẻ, đúng không? Tìm nhà phân phối bán lẻ trực tiếp được hết. Đấy là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba là những ai thì nên bán ra thị trường nước ngoài. Đây là một số những cái lời khuyên. Nếu như các anh chị là chủ doanh nghiệp hoặc là doanh nghiệp các anh chị có lợi thế về sản xuất, về nguồn hàng, về giá tốt, đúng không? Đấy, những người bán hàng online, đang bán hàng online và muốn tìm cái thị trường hướng đi mới. Các cái đặc biệt là các cái đơn vị chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ cơ sở sản xuất, chủ nguồn hàng thì chúng ta có thể tiếp cận thị trường thế giới khi mà thị trường trong nước đã bão hòa hoặc là chúng ta muốn tìm đi cái hướng đi mới. Hoặc là những người có vốn đầu tư muốn tìm cái cơ hội đầu tư mới để bán ra thị trường nước ngoài. Vâng, những người muốn bùng cháy, đúng không? Muốn tìm thị trường mới, thị trường ngách. Đấy, hiện nay thì khoảng độ 5-7 năm trở lại đây, cái người Việt chúng ta bán ra thị trường nước ngoài rất nhiều. Đấy, doanh thu hàng triệu đô. Vừa rồi cái chương trình Shark Tank mùa 7, vừa rồi đấy, cách đây mấy hôm, thì có một cái đơn vị họ lên họ gọi vốn, thì cái đơn vị này họ bán cái đồ chơi giáo dục thông minh trên trang SC, doanh thu cũng khoảng triệu đô một năm. Đấy, và đặc biệt là bán cái này là bán lẻ trực tuyến, là tiền nó rất là tươi, nó không có nợ đọng. Đấy, chỉ cần mình có một cái công thức đủ lợi nhuận, đủ chi phí sàn, đủ chi phí ship hàng, đủ chi phí thanh toán cộng với một phần lợi nhuận thì là mình chiến, mình vã thôi. Đấy, các cái công cụ cũng tương đối là nhiều. Đấy, tất nhiên là mình phải học, đúng không? Tất nhiên là phải học. Rồi, nếu mà các anh chị mà rơi vào những cái trường hợp như tôi vừa nói, chủ doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu, những người bán hàng online, những người mà có chủ xưởng, nhà máy sản xuất, cơ sở sản xuất, chủ nguồn hàng nhá, những người muốn tiếp cận thị trường mới thì có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp bán hàng ra thị trường nước ngoài. Đó, đấy là cái nội dung thứ ba. Nội dung thứ tư, đấy là chúng ta nên bán những cái sản phẩm hoặc dịch vụ gì ra nước ngoài. Thì ở đây thì tôi chia nó ra thành một số cái ý. Thứ nhất, đó là các cái sản phẩm vật lý. Sản phẩm vật lý, ví dụ như là cái nào là vật lý? Đấy, điện thoại đây. Những cái gì mà cầm nắm sờ được gọi là vật lý. Tất nhiên mình không bán iPhone sang Mỹ cả, đúng không? Chở củi về rừng. Đấy, hay là những cái thiết bị như thế này, đây là cái mic đó. Những cái gì được cầm nắm sờ được người ta gọi là sản phẩm vật lý. Đó là những cái mặt hàng nhỏ gọn, những mặt hàng có giá trị cao, lợi nhuận cao, lợi nhuận cao nhé. Đấy, những cái sản phẩm mà khác biệt. Đấy, như là sản phẩm thủ công, sản phẩm sử dụng nhiều sức lao động, Việt Nam mình có lợi thế mà. Đấy, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, sản phẩm sức khỏe, sản phẩm về mặt mỹ phẩm, thẩm mỹ. Đấy, và có cái lợi thế về mặt địa lý, về mặt thời tiết. Và tất nhiên chúng ta phải có tư duy thêm chất xám, sản phẩm chất lượng cao nữa, đúng không? Nhưng nó phải là nhỏ gọn vừa phải thôi, chứ nếu mà nó cồng kềnh không bán được đâu. Bởi vì cái chi phí ship nó rất là cao các bạn ạ. Chi phí ship nó rất là cao. Rồi, nhất là chúng ta bán lẻ.
chúng ta phải thiết kế sản phẩm hướng tới những cái đối tượng khách hàng là người tiêu dùng quốc tế. Cái này nó hơi khác biệt một chút. Tôi lấy một cái ví dụ như này. Chẳng hạn như về vàng trang sức đi. Ở Việt Nam thì chúng ta rất là thích vàng chỉ nhẫn, vàng 4 số 9 và vàng miếng 4 số 9 bởi vì chúng ta mua vàng để tích trữ tài sản. Thế nhưng mà ví dụ như là ở phương Tây thì người ta lại thích vàng trang sức, vàng 18, vàng 24K. Ví dụ như một cô gái họ có thể đeo 20 cái vòng ở tay, xong thì rất nhiều những cái nhẫn, xong thì hoa tai, xong thì dây chuyền, tôi lấy thí dụ như thế. Đấy. Và những cái thương hiệu lớn như là LV, Gucci, Hermès, Cartier đúng không? Họ làm cái lắc tay như thế này, có một tí da, có cái hình LV, xong thì có một cái khóa, họ bán 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Tất nhiên là nó có yếu tố thương hiệu ở đây, thương hiệu cao cấp đúng không? Nhưng ý tôi nói là những cái đấy ở Việt Nam nó lại không thích, hoặc là trừ những bạn trẻ trẻ và nhiều tiền thôi. Đấy. Ở Việt Nam thì phải đeo lắc vàng 4 số 9, bạc kim. À, đấy là sự tôi đang nói là về một chút, một cái ví dụ nhỏ nhỏ là một cái sự khác biệt về mặt tư duy, về mặt hành vi tiêu dùng. Chính vì vậy khi bạn bán sang nước ngoài bạn phải có tư duy về hành vi tiêu dùng. À, chứ không phải là bây giờ thưa thầy em có cái này em có bán được không? À, chúng ta phải nhớ rằng marketing người ta nói là gì? Là bán thứ khách hàng cần chứ không phải bán thứ mình có. Tức là lúc này mình phải có tư duy một chút, mình phải chỉnh sửa, mình phải thiết kế, mình phải phù hợp. Hay là quần áo, đúng không? Người Việt của chúng ta thì nhìn chung không thể béo bằng người Tây được. Người Tây người ta khoảng 90 cân, 100 cân rất phổ biến. Thế thì họ sẽ mặc những cái size XL, XXL. Đấy. Hay là ống chân, ống tay to hơn hay dài hơn. Nhưng người Việt của chúng ta thì ống chân, ống tay ngắn hơn. Đấy, tôi lấy thí dụ như thế. Thì mình phải điều chỉnh sản phẩm. Đấy. Chứ không phải là cứ có cái sản phẩm như thế là bán được. Đó. Nhá. Thì các bạn có sản phẩm gì, có nguồn hàng gì thì các bạn cứ thử liên hệ với tôi. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ tham vấn cho. Đấy, để mà thay đổi về mặt sản phẩm, về mặt chiến lược giá, về mặt bao bì, về mặt công cụ bán, để làm sao nó mix được với nhau, kết hợp được với nhau mà nó bán được. Chứ không phải là cứ có sản phẩm nó bán. Đó. Đấy, nó phải nghiên cứu kênh, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khách hàng, giá cả nữa. Đấy, và có những cái chứng chỉ chứng nhận phù hợp, ví dụ như là FDA Hoa Kỳ chẳng hạn, để tôi nói thí dụ như thế. Hay là ISO, ISIC, những cái đạt chuẩn quốc tế chẳng hạn. Rất là tuyệt vời. Tôi có một cái người học viên, người ta bán đồ da từ Việt Nam sang Mỹ, rất thành công. Những cái ví da, những cái ví cầm tay, những cái để điện thoại, hay là những cái móc chìa khóa. Thế có một bạn thì bạn ấy chuyên thiết kế những cái dòng váy maxi, váy dạ hội, bán sang thị trường châu Âu. Quá là đơn giản, quá là tuyệt vời. Cái thu nhập của người Mỹ, rất là người châu Âu rất là cao. Thí dụ như ở Việt Nam bây giờ mình mua một cái áo khoảng 2 triệu như là Lacoste hay là những cái phân khúc như Tommy, đúng không? Đấy, cao hơn một chút như Burberry khoảng 4-5 triệu một cái áo thun. Hàng bán online nhé. Thế còn hàng hãng thì Burberry nó khoảng tầm 15-17 triệu. Sơ mi khoảng trên 20 triệu. Thế thì ở Việt Nam thì mua một cái áo 1-2 triệu nó cũng cảm thấy là không phải là dễ dàng gì, đúng không? Thế nhưng mà bạn bán sang nước ngoài 1-2 triệu một cái áo thun, một cái áo sơ mi nó rất là đơn giản. Bởi vì cái mức giá đấy nó mức giá phổ thông rồi. Đó. Rồi. Đấy, rất nhiều học viên của tôi là bán tóc giả này, bán đồ chơi này, bán quần áo này, bán đồ thủ công này, đồ da, đồ trang sức này, thời trang này, phụ kiện này, thực phẩm chức năng này, bán sang nước ngoài được. Đấy, thí dụ như là có một cái làng nghề nó chuyên bán tóc ở Bắc Ninh, bán đi. Tôi dạy rất nhiều những cái chủ doanh nghiệp ở đấy. Họ dùng Instagram, họ dùng WhatsApp để họ tiếp cận khách hàng. Dạy cho khoảng 2 ngày. Đấy, họ bán gần như thị trường chính là các nước châu Phi, các nước đang phát triển, họ mua tóc để làm trang sức. Đấy, và vừa rồi nó có cái vụ của cái salon tóc, đúng không? Lấy tóc ung thư này kia đấy, hiến ung thư này kia đấy. Thì là lình xình những cái chuyện đấy, chúng ta thấy là cái thị trường tóc giả rất màu mỡ. Một cái cân tóc, tóc nó tính bằng cân, cũng khoảng mười mấy 20 triệu tóc đẹp. Đấy, và Việt Nam là một trong những quốc gia có chất tóc rất đẹp, bán được giá. Rồi, chúng ta có lợi thế về nguồn hàng, chúng ta có lợi thế về con người, về giá rẻ, về công xưởng sản xuất được. Nhá, tuyệt vời. Đấy. Rồi, thế còn về mặt các cái sản phẩm kỹ thuật số, digital products, tức là gì? Các phần mềm, các ứng dụng, các cái dịch vụ trực tuyến. Tại sao Netflix nó vào Việt Nam? Đúng không? Hulu nó vào Việt Nam. App nó vào Việt Nam. Thế thì mình nằm ngược lại, mình bán đi.
đấy, như là UFO của Việt Nam đấy đã tiếp cận thị trường thế giới. UFO là cái con phim hoạt hình con sói đấy, doanh thu quảng cáo của họ cũng mấy triệu đô một tháng. Những cái dạng nội dung số như video, âm nhạc, phim ảnh, phim hoạt hình đó, tất cả những cái sản phẩm người ta gọi là digital products, tức là những cái phần mềm, cái gì mà không cầm không nắm được đấy. Các dịch vụ ví dụ như dạy học chẳng hạn, các bạn dạy tiếng Anh, các bạn dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, ok, các bạn dạy tiếng Trung được hết mà. Đấy, các bạn cung cấp dịch vụ PT trực tuyến, thay vì nó thuê PT ở Mỹ 100 đô một giờ, nó thuê PT ở Việt Nam ví dụ như 30 đô một giờ, tôi nói thí dụ thế, với điều kiện mà các bạn phải biết tiếng Anh, hoàn toàn có thể coaching. Đấy, các bạn có thể bán ra nước ngoài được cơ mà. Đấy, rồi thì giải toán, người Việt mình rất giỏi toán đúng không? Tại sao mình không dạy toán ra thị trường nước ngoài? Dạy bằng tiếng Anh luôn, dạy bằng tiếng Trung luôn. Ồ, đấy, những cái hướng như thế, đúng không? Rồi, đấy, cái nguồn hàng chúng ta phải chọn là của nhà trồng được, của nhà làm ra. Đấy, đi có thể đi thuê, đi mua, đi nhập từ Trung Quốc, từ Việt Nam hoặc một số các quốc gia khác. Nhưng nó phải dựa trên nguyên tắc là có lợi thế, đúng không ạ? Và phù hợp với thị trường, có lợi nhuận. Rồi, và tất nhiên thì cái này phải học. Phải học, phải điều chỉnh, phải thử sai. Rồi, học ai thì tôi ở đây đang 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 đợi các anh chị để phục vụ các anh chị đây. Đúng không? Rồi, tiếp theo, cái nội dung số 5 là các cái kênh online có thể bán. Thế thì nó sẽ chia này. Các kênh online có thể bán này. Đầu tiên là nó phụ thuộc vào việc là bán buôn hay bán lẻ, xuất nhập khẩu. À, thì thường ở Việt Nam thì người ta sẽ sử dụng Alibaba, JD, Made in China hoặc là những công cụ như Facebook, Google để tìm các cái đơn vị phân phối. Đấy. Cái này phải học, đúng không? Nếu bán lẻ thì sử dụng các cái công cụ toàn cầu. Đấy, ví dụ như Facebook, TikTok, Google, Twitter, Snapchat, Amazon, eBay, Etsy, vân vân. Và nhiều, nhiều cái trang web. Thế thì hoặc là phụ thuộc theo cái từng quốc gia mà chúng ta muốn xâm chiếm, muốn nhảy vào. Đấy. Một là các cái kênh phổ biến toàn cầu chính là gì? Là Facebook, Google, Zalo, TikTok đấy. Zalo Việt Nam thôi, nói thuận mồm. Telegram, Snapchat. Đấy. Thì tôi dạy hết, tôi dạy các bạn. Các anh chị vào kênh YouTube PA Marketing của tôi. Đấy, có dạy Telegram, có dạy Snapchat, có dạy Twitter, có hết luôn, có hết nha. Trên kênh YouTube xem miễn phí luôn. Thế một số những kênh riêng cho từng quốc gia. Thí dụ như Hàn Quốc là người ta rất là chuộng Kakao Talk, hay Nhật Bản thì là Line, Trung Quốc là các cái mạng xã hội nội địa như Douyin, Weibo, WeChat, đúng không? Đấy, tôi nói thí dụ như thế. Thế thì nó phụ thuộc từng quốc gia các bạn xâm nhập. Các bạn muốn xâm nhập vào quốc gia nào, với sản phẩm gì, tư duy như nào, vốn liếng ra làm sao, thì xin vui lòng liên hệ với tôi để tư vấn và trợ giúp, hoặc là tìm hiểu thêm những kênh khác, những người khác. Nhưng cơ hội là rất tốt, chiến đi, đúng không? Đấy, một số những cái kênh phổ biến bán toàn cầu hiện nay, ví dụ như Facebook, TikTok, YouTube, Google, Twitter hay còn gọi là X, đúng không? Ông Elon ông mua lại, ông đổi thành X. LinkedIn, Snapchat, Amazon, Microsoft, Amazon, SC, eBay, website của chính mình bằng tiếng Anh, bằng tiếng Trung, bằng những ngôn ngữ mà mình xâm chiếm, đúng không? Mình muốn đánh tiến vào cái thị trường đó. Đấy. Thí dụ như mình muốn đánh vào Ý thì mình viết tiếng Ý, đánh vào Tây Ban Nha, đánh tiếng Tây Ban Nha, đánh vào Pháp và các cộng đồng Pháp ngữ thì oánh tiếng Pháp. Ví dụ như thế. Đấy. Bán buôn thì Alibaba, JD, Made in China, Made in India, vân vân. Rồi, và một số những công cụ khác. Đấy. Thì mỗi một công cụ này chúng ta lại phải học. Đấy. Có thể Facebook, TikTok các bạn thạo rồi. YouTube, Google thạo thạo hơn một chút xíu. Thế còn những công cụ kia đều lạ thì phải học. Đấy. Và phải kết hợp với sản phẩm, kết hợp với tư duy, kết hợp với vốn liếng nữa. Rồi nha, cái này phải học. Rồi tôi sẽ hướng dẫn. Rồi nội dung thứ sáu đó là các cái thị trường hoặc là các quốc gia mà chúng ta có thể bán, đúng không ạ? Chúng ta bán vào đâu? Bán vào đâu? Xin thưa là đó là ví dụ như Mỹ này, Châu Âu này, một số quốc gia Châu Âu cụ thể, ví dụ như Anh, Pháp, rồi thì Đức, rồi thì Bỉ, Hà Lan, hay là Séc, Tiệp, hay là Nga, Ngô gì đấy. Thôi tránh Ukraine là được, đúng không? Đấy, bán vào thị trường Ấn Độ. Đấy, bán vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, khu vực Đông Nam Á. Đấy, Malaysia, Indo, Thái Lan, Philippines, dân Việt Nam đang tấn công cực mạnh luôn. Đấy, Myanmar, đúng không? Thậm chí bán sang Trung Quốc. Trung Quốc mình xuất khẩu nông sản, khoáng sản, thủ công rất nhiều. Đấy, bán rất nhiều, không phải là không có đâu. Đấy, bán sang thị trường Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Ả Rập Saudi,
Đấy, rồi một số các cái quốc gia khác họ có thu nhập rất tốt. Đấy. Tôi có một cái chị học viên là chị bán cái bộ quần áo của người đạo Hồi ấy. Các bạn biết là cái bộ đấy là nam giới người ta mặc cái bộ màu trắng kín đến đây này, xong này dài đến tận gót chân. Đấy, may rất là dễ, dễ ở đây là bởi vì nó có đúng một kiểu thôi. Đấy, nó có một cái ba bốn cái khuy ở đây. Đấy, xong đó người ta quấn cái khăn. Đúng không? Đấy, cái bộ trang phục của đàn ông người Hồi giáo. Thế là chị bán sang thị trường Hồi giáo rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Đấy là một thị trường rất ngách và bán ra thị trường nước ngoài theo cách như thế. Chứ không phải là cứ sản xuất ở trong nước. Hay là người phương Tây người ta rất là thích mặc đồ ngủ, rồi đồ lót sexy, chúng ta bán sang đấy được giá, rất được giá. Đấy, ok nhá, đấy tôi lại thí dụ. Rồi, nội dung số 7, nội dung cuối cùng đó là gì? Các cái dịch vụ hỗ trợ bán hàng ra nước ngoài rất là sẵn có và đa dạng, nói chung là không khó sử dụng. Đấy, như là thanh toán này, vận chuyển này, thuế này. Đấy, thanh toán, vận chuyển, thuế này. Các vấn đề liên quan xử lý thuế là xử lý được hết. Dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng, các cái công cụ hỗ trợ ngôn ngữ, ví dụ không biết tiếng Anh chat được hết, không biết tiếng Ả Rập chat được hết. Đấy, không biết tiếng Nhật chat được hết, chả có vấn đề gì. Các công cụ chat mail rất là sẵn, AI, Google rồi các công cụ trả phí nó rất là thông minh. Dịch trực tiếp voice này nó đổi cho. Hoặc là dùng công cụ chat không cần phải biết tiếng Anh, biết thì là rất tốt. Nha. Cái này cũng sẽ phải học. Đấy, thiết lập công cụ thanh toán vận chuyển như nào. Đó, thu tiền ra làm sao. Rồi. Và cuối cùng thì là cái kênh liên hệ với tôi. Nếu như mà các anh chị có tất cả những cái điều kiện thuận lợi như vậy, có hàng hóa, có mong muốn, có tiền bạc, muốn đánh chiếm thị trường ra làm sao, thì có thể đi tham khảo các cái chương trình đào tạo của các đơn vị khác, hoặc của các thầy khác. Trên thị trường thì tôi nghĩ cũng có rất nhiều người. Tuy nhiên tôi là một địa chỉ các anh chị có thể quan tâm. Thứ nhất là tôi là giảng viên đại học, giảng dạy về thương mại điện tử và marketing điện tử là 16 năm nay rồi. Thứ hai là tôi cũng đi dạy cho các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp và những người bán hàng online rất nhiều. Và thứ ba là các bạn xem kênh YouTube của tôi đã có xuất bản những cái video 8 năm nay rồi. Website pamarketing.vn, YouTube pamarketing, công ty pamarketing mà. Facebook là Phan Anh Online, email là Phan Anh Online. Và số điện thoại của tôi bao gồm là Zalo, iMessage, rồi WhatsApp có hết, Telegram có 0989 623 888 0989 đây 623 888. Các anh chị liên hệ với tôi gọi hoặc nhắn hoặc mail đều được. Vâng, và cuối cùng thì xin chúc cho các anh chị bán được nhiều hàng, kiếm được nhiều tiền và đem tiền về cho mẹ bằng cách là xuất khẩu bán hàng ra thị trường thế giới. Thế còn trong nước thì tôi cũng giúp cho các anh chị rất là dễ. Đấy, tất cả những cái kênh công cụ trong nước như Facebook, như TikTok, như YouTube, như Google, như Zalo thì tôi đều có thể giúp đỡ các anh chị được hết. Từ tư duy đến công cụ bán hàng, trả lời tin nhắn, tư duy đội nhóm, vân vân. Được chưa ạ? Vâng. Rất mong được hỗ trợ và đồng hành cùng với các anh chị. Xin chào.